Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sắp Dừa TV. Rồi, hôm nay hôm qua mình với chú Bảo đi đánh cá không có buồn dễ sợ luôn, đánh cá chút xíu xíu mà do cái tay lứa á, cho nên là mình mới quyết định là đi ra chợ khoảng như thường lệ. Nhưng mà rất may là hôm nay á, ra đó tự nhiên thấy mấy con rạm này, không biết là những ai mà ở vùng quê á hoặc là ở thành phố cũng có. Nói chung là đa phần là ở vùng quê, còn thành phố là chỉ có là ở quê người ta đem lên thôi. Những cái con rạm này là cái con cũng thuộc loại như là cua vậy á, như cua như nha biển vậy này mọi người. Đây. Ủa, nó bù quá. Nó bóng lại một cục luôn. Nhưng mà cái thịt cái con này nó lại chắc hơn con cua mà nó xẹp, nhưng mà đó, con nó xẹp như thế này thôi. Thì hôm nay để vào vấn đề thì Huy sẽ làm cái món này rang với muối và lá bưởi. Thì mình thấy ở nhà mình đây, cây bưởi này là mình trồng cách đây khoảng hơn 1 năm rưỡi, chưa tròn 2 năm nha. Chung là chưa tròn 2 năm. Đấy, mình sẽ hái một ít lá bự để một lát á, khi mà mình rang muối á, mình sẽ cắt nhỏ lá bự ra mình bỏ vô, thì bây giờ mình hái lên lát cho mọi người xem sau nha. Tên mọi người thấy cái gì đây không? Đấy, chưa tới 2 năm thì mình đã có được một cái bự bự sư nè, thấy chưa? Cũng lâu lắm rồi cái trái bự này, thì cái tuổi của nó nếu mà từ khi mà nó bắt đầu ra bông cho tới khi nó ăn được là 7 tháng á mọi người, rất là lâu. Đó là, nhưng mà cái này thì mình để có 2 trái, hôm bữa là ra nhiều bông lắm, bây giờ mình để có 2 trái. Hello, hey. Mình đã trở lại rồi đây mọi người. Thì đây mình cho mọi người xem nha. Trong này á, là cái muối hột mình đã bắt lên lửa nãy giờ để cho nó khô nè. Đó, nó đã khô và nóng rồi. Thì cái việc mà tiếp theo cái món này mình sẽ cắt lá bưởi. Phát âm chuẩn là lá bưởi, còn mình ở quê kêu là bự, nói đớt thôi. Đi đánh cá về ăn rạm nó mới chắc. Để hôm nào mình kiếm cái chỗ nào mà có cá ok hơn á, mình sẽ kiểu như là đi đánh rồi quay trực tiếp cho mọi người xem nó hay hơn. Chứ còn bây giờ mà ra đánh được có mấy con chút khét như vậy đó cũng kỳ đúng không? Hồi xưa thì đánh nhiều lắm, bây giờ cá rất là khó ăn luôn. Cần cắt sợi vô, mình cắt sợi như thế này, không cần phải sợi nhỏ đâu nha, không cần phải mịn hay gì đó, cứ thích cỡ nào cắt cũng được, để nguyên lá cũng được, chủ yếu là mình lấy cái mùi thơm thôi. Chảy đều rồi. Ghẹ này, ấy da, xém kẹp, mình sẽ trút hết vô. Ghẹ này mình không biết là họ đánh ở đâu nữa. Ghẹ này hồi xưa là có bác mình, hồi đó ổng quầy mình kêu là gì, sông Vao. Nếu ai ở Phú Quý thì chắc cũng biết sông Vao, sông Vao gì đó. Thì bác mình đánh bằng cái xa lưới á mọi người, rất là to luôn, bắt qua một con sông bự rồi bao lại kiểu như cái phễu vậy, khi mà nó vô thì nó sẽ dính lại trong đó và kéo lên rất là nhiều. Hồi đó mình nhớ lúc còn nhỏ là cái món này là quá nhiều luôn á, ăn mà ăn đã luôn, món này rất là quen thuộc. Đây, cái sốt xoài của chúng ta cũng không khác gì là cái sốt là cái muối ớt bình thường á mọi người. Theo cái tỷ lệ là nếu mà bình thường là 3 trái ớt thì chúng ta sẽ dùng 1 muối 3 đường hoặc 1 muối 2 đường. Còn mọi người cứ tăng số lượng ớt và tăng số lượng muối lên, rồi cho nửa trái chanh hoặc 1 trái chanh tùy theo cái độ chua của mỗi người. Thì về cái kiểu sốt xoài của mình, sốt xài nói mà lẹo lử luôn. Đây,
ship again. I thought I might try to win her back, but I'm all out. Thấm mặn 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 vô để mình thử con nữa coi thử nó có gạch không nha. Tại sao mà con nào mình bể ra cũng có gạch, quá trời gạch luôn. Ui cũng có nữa này, thấy chưa, quá trời gạch, mù trúng rồi. Trúng cái mù rạm này rất là nhiều gạch luôn. Thường vào cái mù này á, bé mình sẽ đi đánh xa để bắt các loại ở bờ sông suối, rồi cá cua chim chuột nhiều quá trời rồi. Đây mọi người, mời mọi người tiếp nha. Đây là nhức nách. Ngon thật sự. Thịt nó rất là chắc, ngon hơn thịt cua. Hồi lúc á, ở mương Nhật mình có rất là nhiều luôn. Mỗi lần mà nước về, phải không? Nước mà kiểu xả từ đỉnh hồ xuống á, là những cái con rạm này nó sẽ đi theo cái nguồn nước đi xuống. Và kiểu như là ở hai bên bờ của mương Nhật á, là nó có những cái lỗ nhỏ. Và mấy con rạm này nó tắt vào trong cái lỗ đó, xong mình mới đi mò, cứ thọc tay vô mò. Mà hồi đó mò thấy rổ 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 như thế này này, mà nó cắn banh sát cái tay luôn mình, nó tay chân mà nó cắn banh dành mà. Đau lắm, nó cắn mạnh lắm, chứ không phải là nó cắn như cua bình thường mình đâu, kẹp nó không thả đâu nha. Cảm giác cái nách mình nó nhức nhức sao, rất là ngon.
mình nhớ là con này có một cái món nữa, đó là ram tiêu tỏi. Cái món mà ram tiêu tỏi của con này thì mọi người đâm đúng tiêu tỏi, rồi đường, xíu bột ngọt, xíu muối, rồi đó cho thêm xíu mắm. Đó thì mọi người ram lên cho mình, ram lên ăn cực kỳ ngon, ram tiêu tỏi. Nhưng mà mình phải lột ra hết như thế này nha, lột mu cái thứ đồ ra. Chiều nở đây, mời mọi người. Bá rồi, ngon quá. Gạch rất ngọt. Huy cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Mong rằng mọi người sẽ có một cái món liên quan về cua, ghẹ, rạm hoặc là hải sản gì thế này, hấp kiểu như mình, hấp muối hột với lại lá bưởi rất là ngon. Có thể sử dụng sả cũng được hoặc tí tô cũng được, những cái loại lá mà có hương vị thơm, nó dậy mùi thì mọi người có thể tận dụng áp dụng vào cái này. Tại vì công thức này là cái công thức chung, công thức rang muối này, hấp muối này là công thức chung, ta có thể tự biến tấu, tự chế biến ra. Hôm nay thì truyền đề cho kiểu là chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm về làm. Thứ nhất là cái sốt này, hai là cái cách hấp cua ghẹ. Thì ấy cũng không gì hơn thì rất là cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Sắm Như TV. Chúc mọi người luôn luôn giữ sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Và nữa xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye.